Chính câu nói trước khi viên tịch của vị cao tăng khiến thế nhân bừng tỉnh ngộ. Trước khi viên tịch, một vị cao tăng để lại di ngôn khiến thế nhân bừng tỉnh ngộ. Đó cũng là lời gợi mở cho câu hỏi: bí quyết gì giúp một người sống hạnh phúc vui vẻ? Vị cao tăng nói rằng, nếu cuộc sống của bạn chỉ tập trung vào tiền bạc, bạn sẽ sống rất khó khăn. Nếu cuộc sống của bạn tập trung vào con cái, bạn sẽ sống rất mệt mỏi. Nếu cuộc sống của bạn chỉ tập trung vào tình yêu, bạn sẽ sống rất đau khổ. Nếu cuộc sống của bạn tập trung vào sự ganh đua, bạn sẽ sống vô cùng buồn khổ. Nếu cuộc sống của bạn tập trung vào lòng khoan dung, bạn sẽ sống rất hạnh phúc. Nếu cuộc sống của bạn tập trung vào sự biết đủ, bạn sẽ sống rất vui vẻ. Nếu cuộc sống của bạn tập trung vào lòng biết ơn, bạn sẽ sống vô cùng thiện lương. 1. Làm người, biết cung kính đối với bề trên, không kiêu căng đối với kẻ dưới là làm được lễ. 2. Làm việc, lớn không hồ đồ, nhỏ không so đo là làm được trí. 3. Đối với lợi ích, có thể cầm 6 phần nhưng chỉ lấy 4 phần là làm được nghĩa. 4. Tôn trọng giới luật, giữ thân như hoa sen, hương thơm lan tỏa là làm được liêm. 5. Đối với mọi người, trước sau như một, đối đãi chân thành là làm được tính. 6. Tu tâm, tốt tụ linh khí, kính trời thương người là làm được nhân. 7. Lúc không có tiền trong tay, nếu vẫn cần cù chăm chỉ làm việc thì tiền sẽ đến. Đây gọi là ông trời thưởng tặng cho người cần cù chịu khó. Khi có tiền trong người, cần biết chia sẻ với người khốn khó, như vậy mọi người sẽ tìm đến. Đây gọi phân tán tài tụ nhân. 8. Khi ai đó ở bên, cần biết yêu thương trân trọng, như vậy thì sự nghiệp cũng phát triển. Đây gọi là yêu thương rộng khắp thì được mọi người đền đáp lại. 9. Khi thành công trong sự nghiệp, nếu biết dùng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân chia sẻ với mọi người thì niềm vui sẽ tới. Đây là một đức hạnh trong thiên hạ. Người ích kỷ không muốn chia sẻ sẽ không nhận được. Hãy nhớ rằng, trái đất tròn, bạn đối với mọi người như thế nào thì họ cũng sẽ đối với bạn như vậy. Gia Cát Lượng nói, con người cần có 3 sáng suốt: sáng suốt nhìn thấy trước, sáng suốt tự biết mình và sáng suốt nhận biết người. Trên đường đời hiểu được 3 sáng suốt này thì cuộc đời mới dễ dàng bước đi thuận lợi và sáng láng. Sáng suốt nhìn thấy trước là một thể hiện của trí tuệ, giỏi dùng những chi tiết để phán đoán xu thế phát triển của sự vật, đồng thời có sự lựa chọn thông minh. Sáng suốt tự biết mình là một tiêu chí của sự tu dưỡng và trưởng thành. Người sáng suốt tự biết mình không đưa ra các mục tiêu quá cao quá xa vời, cũng không tự đánh giá thấp mình, được dinh nhục không kinh sợ, được mất cứ tùy duyên. Sáng suốt nhận biết người là một loại trưởng thành, là tích lũy của kinh nghiệm, thể hiện ra một loại trí tuệ sâu sắc. Người sáng suốt nhận biết người sẽ không chỉ dựa vào lời nói một mặt của người khác, cũng không dựa vào hiểu biết một phía của bản thân mà liền đưa ra phán xét đối với người khác. Sáng suốt nhìn thấy trước là trí tuệ. Người xưa nói, nhân vô diễn lự, tất hữu cận ưu, nghĩa là người không lo xa, ắt có buồn gần. Bất luận là làm người hay là xử lý sự việc, tầm nhìn cần phải xa, phải có dự kiến. Người thông minh nhìn hiểu, người sáng suốt nhìn chuẩn, người cao minh nhìn xa. Người không có tầm nhìn xa chỉ có thể nhìn thấy hiện tại.
Người có tầm nhìn xa nhìn thấy những cơ hội có thể có trong tương lai, đồng thời tích cực chuẩn bị, vì cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị tốt. Đường đời luôn luôn phủ đầy gai góc, sáng suốt nhìn thấy trước có thể giúp tránh cái có hại mà đến với cái có lợi, kiếm tìm cơ hội, giảm thiểu những trở ngại trên đường đời. Sáng suốt nhìn thấy trước là một loại trí tuệ. Người sáng suốt nhìn thấy trước có thể thấy cái nhỏ mà nhìn ra cái lớn, thông qua vết tích mà đoán biết phương hướng phát triển của sự việc, từ đó có sự lựa chọn sáng suốt. Một chiếc lá rụng biết được mùa thu đến, vạn vật trong thế gian đều không cô lập, chúng đều có liên hệ, hiệu ứng cánh bướm tồn tại khắp mọi nơi. Đời người như cuộc cờ, đi bước nào tính bước đó là kẻ bất tài, đi một bước tính ba bước là một kẻ bình thường, đi một bước tính mười bước mới là kẻ trí. Người sáng suốt nhìn thấy trước có đầu óc thông minh sâu sắc, tầm nhìn sắc bén, nhìn thấu thế sự, phân tích rõ ràng lý tính, việc gì cũng nhìn chính xác, nhìn rõ ràng, nhìn xa, thường biết lo xa, thu lụa khi trời chưa mưa, không đợi đến khát mới lo đào giếng. Lưu Bị cầu hiền như khát nước, ba lần đến lều tranh mời Gia Cát Lượng, hai người trò chuyện một phen liền trở thành điển cố đối sách Long Trung nổi tiếng. Khi đối thoại với Lưu Bị, Gia Cát Lượng đã phân tích hình thế thiên hạ, chỉ ra cho Lưu Bị con đường tính nghĩa khắp bốn biển, nên đón bậc anh hùng, cầu hiền như khát nước. Câu chuyện đối sách Long Trung đã trở thành câu tục ngữ, đối sách Long Trung Gia Cát Lượng sáng suốt nhìn thấy trước. Người sáng suốt nhìn thấy trước có tầm nhìn xa đặc biệt, cuộc sống mỗi ngày đều có giới hạn, thế nên cuộc đời cần phải biết lo xa, chớ nên mất bò mới lo làm chuồng. Những năm đầu triều Minh, Chu Nguyên Chương vừa mới định Giang Sơn, một lần ông viết một bài thơ rằng: Bá quan chưa dậy ta dậy trước, bá quan đã ngủ ta chưa ngủ, chẳng bằng phú hộ giang nam, mặt trời năm trượng vẫn nằm trong chăn. Hai câu đầu bài thơ này miêu tả nhà vua cần mẫn chính sự vì dân, hai câu sau ngưỡng mộ cuộc sống của phú hộ giang nam. Sau khi bài thơ này truyền ra, người thường nghe cũng sẽ không có bất kỳ liên tưởng nào. Có một thương gia giàu có là Dạn Nhị lại thấy được ý ngoại ngôn tại, cảm giác tai nạn sắp xảy ra. Ông ta đem gia sản phó thác lại cho nô bộc quản lý, rồi mua một chiếc thuyền chở vợ con đi xa. Một năm sau, Chu Nguyên Chương hạ lệnh tịch thu toàn bộ gia sản các gia tộc lớn đất Giang Nam. Rất nhiều phú hộ bị đi đày xung quân, chỉ có Dạn Nhị vì đã dự kiến trước được tai họa nên đã bình an vô sự. Chu Nguyên Chương khi mới định thiên hạ, vì chiến loạn liên miên nhiều năm khiến quốc khố trống rỗng, đã sớm có dự tính hạ thủ đối với các phú hộ Giang Nam để giải mối nguy cấp quốc gia, do đó đã hé lộ ra trong thơ. Trong Ngụ Phố tạp ký viết rằng, đến thời giữa và cuối thời Chu Nguyên Chương thống trị, các dòng họ gia tộc lớn đất Tam Ngô hoặc bị chết, hoặc bị hình phạt, không còn lại một người nào còn nguyên vẹn. Cả khu vực Giang Nam Chiết Giang phồn hoa náo nhiệt trở thành một vùng đất tiêu điều, thành ấp làng xã sơ xác, kế sinh nhai khó khăn, tử khí nặng nề, không chút sức sống, người đi qua không ai không thương cảm. Sáng suốt tự biết mình là tu dưỡng, là trưởng thành. Con người quý ở sáng suốt tự biết mình. Trên đời không có nhân tài toàn năng, mỗi người đều có sở trường và sở đoản riêng. Làm người cần sáng suốt tự biết mình. Chỉ có nhận thức rõ bản thân, đặt vị trí mình cho chính thì mới có thể thành công. Trong sách Lão Tử có viết: Tri nhân giả trí, tự tri giả minh, nghĩa là người hiểu người khác là kẻ trí, người tự biết mình là kẻ sáng suốt.
sáng suốt tự biết mình là một loại tu dưỡng. Làm người cần sáng suốt tự biết mình, chớ đánh giá thấp bản thân quá, và cũng đừng đánh giá cao chính mình. Trong cuộc sống, người đánh giá cao bản thân nơi nào cũng gặp. Họ cho rằng thành công của người khác chẳng qua chỉ là gặp được cơ hội tốt hoặc được người ta biết đến tài năng. Nhưng cũng cần biết rằng, bất kể là vận may hay được người ta biết đến tài năng thì cũng đều cần thực lực. Làm người sáng suốt tự biết mình thì làm việc mới có sức mạnh. Trong Tam Quốc Chí của Trần Thọ có dùng một câu khái quát Gia Cát Lượng dẫn binh bắc phạt rằng: nhưng động binh mấy năm liền mà chưa thành công, có lẽ là do ứng biến và sách lược dụng binh về quân sự, không phải là sở trường của Gia Cát Lượng. Theo Hán Tấn Xuân Thu ghi chép, Gia Cát Lượng cũng đã từng nói: đại quân ở Kỳ Sơn, Kỳ Cốc đều có nhiều giặc. Người mà không phá được giặc, mà bị giặc phá thì không phải do binh lực thiếu, mà là tại một người ý nói là do bản thân ông. Ai cũng đều có sở trường sở đoản riêng, chỉ có người hiểu rõ mình mới có thể phát huy sở trường, hạn chế sở đoản, mới có thể định vị chính xác cuộc đời mình. Theo Sử Ký Hoài Âm Hầu Liệt Truyện của Tư Mã Thiên đời Đông Hán ghi chép, Lưu Bang đã từng trong lúc rảnh rỗi đàm đạo với Hàn Tín về tài năng của các tướng. Người nào cũng có sở trường sở đoản. Lưu Bang hỏi Hàn Tín: tài năng như trẫm thì có thể thống lĩnh được bao nhiêu binh mã? Hàn Tín nói: bệ hạ chỉ có thể thống lĩnh được 10 vạn quân. Lưu Bang lại hỏi: còn khanh thì sao? Hàn Tín đáp: hạ thần càng nhiều càng tốt. Lưu Bang cười nói: khanh càng nhiều càng tốt, tại sao lại bị ta chế ngự? Hàn Tín đáp: bệ hạ không giỏi dẫn quân, nhưng lại giỏi chế ngự tướng lĩnh. Đó là nguyên nhân hạ thần bị bệ hạ chế ngự. Hơn nữa, tài năng của bệ hạ là được Thượng Thiên ban cho, không phải sức người có thể làm được. Sáng suốt tự biết mình còn là biểu hiện của trưởng thành. Nói một cách thông tục và đơn giản, sáng suốt tự biết mình chính là biết mình có thể ăn được mấy bát cơm. Sáng suốt tự biết mình là tiêu chí của một người đang trưởng thành. Thiếu sáng suốt tự biết mình có lúc sẽ gây trò cười. Thời xưa có một người viết chữ kém mà lại tự cảm thấy rất đẹp, rất thích đi đề chữ cho người ta. Một hôm anh ta bỗng gặp một người quen, thấy người kia tay cầm chiếc quạt bằng giấy trắng, trên quạt không có chữ nào, liền vội vàng cầm lấy chiếc quạt định đề chữ. Người kia sắc mặt bỗng tái đi, vội quỳ sụp xuống không chịu đứng dậy. Anh ta thấy vậy tươi cười nói: chẳng qua là viết mấy chữ thôi mà, hà tất phải hành đại lễ như thế này. Người kia khóc méo cả mặt nói: không phải tôi cầu xin ông viết chữ, tôi cầu xin ông đừng viết. Con người quý ở sáng suốt tự biết mình. Người không tự biết mình giống như mắt không nhìn thấy lông mi. Con mắt người có thể nhìn thấy vật ngoài trăm bước mà chẳng nhìn thấy lông mi của mình. Đời người như hoa, ai ai cũng muốn rực rỡ muôn màu, hương thơm ngào ngạt, nhưng không phải ai ai cũng đều trở thành đóa hoa tươi sắc. Khi không trở thành đóa hoa tươi được thì ngại chi hãy làm một nhành lá biếc, một chiếc lá khỏe khoắn xanh tươi. Khi không trở thành một chiếc lá xanh được thì ngại chi hãy làm một ngọn cỏ nhỏ bé vui vẻ. Khi không trở thành một ngọn cỏ được thì ngại chi hãy làm một hòn đất đầy đặn. Người sáng suốt tự biết mình thì không vì một câu tán dương rẻ tiền mà như ở trong mây mù, mê mất bản thân, cũng không vì một lời trách móc mù quáng mà rụt đầu cục đuôi thay đổi hướng đi cuộc đời. Người sáng suốt tự biết mình không theo đuổi diễn dông xa vời, cũng không tự hạ thấp xem thường bản thân,
dinh nhục không kinh sợ, được mất cứ tùy duyên. Sáng suốt biết nhận người là trí tuệ sâu sắc. Phàn Trì hỏi Khổng Tử, thế nào là nhân? Khổng Tử nói, yêu thương người. Phàn Trì lại hỏi, thế nào là trí? Khổng Tử nói, biết người. Biết người là một học vấn cao thâm. Tô Thức đã từng nói, người muốn lập công phi thường ắt phải sáng suốt nhận biết người. Trong cuộc sống thường nhật, sáng suốt nhận biết người giúp cho chúng ta trong biển người mênh mông kia vẫn có thể tìm được người bạn tâm đầu ý hợp. Một người có thể sáng suốt biết nhận người quả rất khó. Cho dù bậc trí giả như Gia Cát Lượng cũng đã từng sai lầm trong việc biết người mà phải gạt Lệ Trảm Mã Tốc. Người sáng suốt nhận biết người mới có thể thông qua hiện tượng mà nhìn thấu bản chất. Người đạo mạo hiên ngang, diện mạo cao quý chưa chắc đã thật sự cao quý. Người cẩn thận từng cái nhỏ mọn, diện mạo ti tiện chưa chắc đã thực sự ti tiện. Để hiểu chính xác một người, nên bắt đầu từ tiểu tiết, từ chỗ nhỏ nhặt, rồi thời gian sẽ mách bảo bạn ai là người thực sự đáng tin cậy. Tăng Quốc Phiên dẫn quân đánh nhau với quân Thái Bình. Khi chiếm lĩnh An Khánh thì có một người thân thích ở quê ông tìm đến đầu quân. Có lần khi ngồi ăn cơm, Tăng Quốc Phiên phát hiện ra ông này nhặt những hạt cơm còn vỏ trấu dứt đi. Từ việc nhỏ nhặt này, Tăng Quốc Phiên nhìn ra người này không chịu được khổ, không thể bồi dưỡng thành người có thành tựu được, thế là mau chóng cho ông ta trở về quê. Biết người cũng cần những biểu hiện của họ vào thời khắc then chốt. Phẩm đức tiết thủ của một người như thế nào, lúc bình thường không nhất định có thể nhìn rõ ra được. Chỉ khi đối diện với khảo nghiệm sinh tử, xung đột lợi ích thì mới bộc lộ ra được. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy lòng người. Thời gian lâu dài, một người rốt cuộc là như thế nào, cuối cùng cũng sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Sáng suốt nhận biết người là một sự trưởng thành, là tích lũy của kinh nghiệm, thể hiện ra một loại trí tuệ. Người sáng suốt nhận biết người sẽ không chỉ dựa vào lời nói một mặt của người ta, cũng không dựa vào hiểu biết một mặt của bản thân mình liền phán xét người khác. Gia Cát Lượng đã viết bài Tri Nhân Tính, trong đó đã chỉ rõ 7 cách nhận biết người. Thành quả nhận biết người lớn nhất cuộc đời Gia Cát Lượng có lẽ là Lưu Bị. Lưu Bị bản tính thiện lương, người trong quận là Lưu Bình vốn khinh thường Lưu Bị, coi ở dưới quyền Lưu Bị là sỉ nhục nên đã sai Thích Khách hành thích. Thích Khách không nỡ hành thích, nói cho Lưu Bị biết rồi bỏ đi. Lưu Bị được lòng người đến mức như thế đó. Để mời Gia Cát Lượng xuất sơn, Lưu Bị đã 3 lần lặn lội đến lều tranh, một mực thỉnh mời. Trong xuất sư biểu, Gia Cát Lượng viết: Tiên đế không vì thần hèn mọn mà đã hạ mình 3 lần lặn lội đến lều tranh, hỏi thần về việc thời thế, do đó thần cảm kích, nguyện rong ruổi theo tiên đế. Chính vì nhìn thấy Lưu Bị thiện lương như thế này nên Gia Cát Lượng mới cam lòng để Lưu Bị sai khiến. Cuộc đời như một đường hầm dài, có thể giữa đường gặp phải bóng tối tạm thời. Vậy nên, ghi nhớ đem theo 3 ngọn đèn sáng này lên đường, dùng sáng suốt nhìn thấy trước, sáng suốt tự biết mình và sáng suốt nhận biết người để chiếu sáng phương hướng tiến lên, bước tốt con đường đời của mình. 5 bí mật phong thủy thầy tướng số không bao giờ tiết lộ cho bạn. Một người nếu có phúc phận thì dù ở nơi địa thế phong thủy kém, cũng đều có thể chuyển biến thành tốt. Trái lại, dù cho có ở nơi địa thế tốt, nhưng nếu không có phúc thì sẽ tự mình phá hỏng. Đây là điều các thầy đoán mệnh có thể không nói cho bạn biết. Đức Khổng Tử từng nói: Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích, bất hiếu cha mẹ,
thờ cúng vô ích. Phong thủy cũng như là nhân quả vậy, là người không thiện thì khi bạn ở nơi địa thế tốt đẹp cũng sẽ dần biến thành không tốt. Ngược lại là người lương thiện, cho dù bạn ở nơi địa thế không tốt, nơi đó cũng sẽ dần trở thành tốt. Vậy làm sao để dưỡng phong thủy? Điều trọng yếu chính là bồi dưỡng phúc đức của mình. Thứ nhất, không sát sinh. Cái gọi là địa thế phong thủy tốt chính là chỉ những nơi dồi dào sinh khí. Sát sinh sẽ khiến hết thảy sinh linh đều sợ hãi, đều trốn đi nơi khác. Hãy thử nghĩ xem, nơi nào là không có sinh linh? Chẳng phải là sa mạc sao? Trên sa mạc, thứ gì cũng không có, vậy còn gì là của cải, phúc lộc, vui vẻ, an khang đây? Thứ hai, không nói xấu người khác. Không nên nói xấu người khác, dù là người thân trong nhà. Lời nói có mang theo năng lượng, bạn nói lời xấu, năng lượng xấu sẽ ở quanh bạn, nhiễm lên đồ đạc cây cối, tường vách bên cạnh bạn. Một khi trường năng lượng xấu này ngày càng nhiều lên, chúng sẽ ảnh hưởng xấu tới bạn, làm bạn khó chịu về tâm tính, về sức khỏe, trí lực. Đúng với câu nói rằng vạn vật đều mang hình tượng của người chủ. Cho nên, một số thầy tướng số chỉ cần nhìn qua những đồ vật mà một người từng dùng là có thể đoán biết được họ là người như thế nào. Những đồ vật này tự nó đã bộc lộ ra tất cả. Thứ ba, hiếu thuận cha mẹ. Kính già yêu trẻ, hiếu thuận với cha mẹ đó là truyền thống tốt đẹp của con người. Không những vậy, hiếu kính cha mẹ cũng là phương thuốc có thể giúp cải biến vận mệnh của đời người. Có câu nói, trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu. Chữ hiếu là gốc của thiện lành. Làm tốt được chữ hiếu, mọi điều khác cũng sẽ dần mà biến chuyển trở lên thiện lành, tốt đẹp theo. Thứ tư, đặt mình ở nơi thấp nhất. Biển cả gì ở nơi thấp nhất mà trở thành vua của trăm sông? Chúng ta nếu để bản thân mình ở vị trí thấp nhất thì trí tuệ, phúc đức của vạn vật cũng đều hội tụ. Chúng ta nói đức dày để nâng đỡ vạn vật, mà muốn nâng đỡ vạn vật phải đặt bản thân mình ở dưới vạn vật, đặt mình ở vị trí thấp nhất. Thông qua cách nói chuyện và làm việc của một người, đều có thể thấy được phúc phận của người đó. Nói chuyện hòa nhã, làm việc thường giúp đỡ người khác, suy nghĩ cho người khác, vận khí của bản thân cũng tự nhiên được hanh thông. Khí bụi lắng xuống sẽ tạo thành mặt đất, từ đó mới có thể chuyên chở vạn vật. Cũng như thế, đối với khuyết điểm và thiếu sót của người khác hãy bao dung. Làm được vậy thì bản thân chư vị sẽ thấy mình có sức mạnh to lớn. Thứ năm, đức hạnh không đủ, tất có tai ương. Chúng sinh phúc mỏng, cũng bởi vì đối với nhau càng ngày càng ít tôn trọng. Bạn kính trọng ai, thì họ sẽ sẵn lòng bao bọc lấy bạn, giúp đỡ bạn, thành tựu bạn. Người xưa tại sao lại có thể bắt mạch, dựa vào mạch tượng của người ta để phán đoán phúc lộc của một người? Điều đó thật sự có thể. Hết thảy những sự vật bên cạnh của một người đều là tâm tướng được phóng đại phản ánh ra bên ngoài của người ta. Chỉ cần cẩn thận quan sát những thứ này thì bản thân là có thể nhìn ra được. Của cải chỉ có thể dùng đức dày mà nâng đỡ, nếu không ngược lại sẽ trở thành tai nạn. Ví dụ, có người tài sản vài trăm tỷ cũng không sợ hãi, có người chỉ 100 triệu đã lo lắng sợ hãi, sợ rằng sẽ bị mất, bị trộm. Nếu như người không có đức, 100 triệu này cũng sẽ dùng để phóng túng chính mình, chìm đắm trong đó, không muốn phát triển, cuối cùng hại thân thể chính mình, tâm hồn, sức khỏe đều trở nên tàn tạ. Đây chính là đạo lý không dùng đức dày mà chuyên chở sự giàu có thì sẽ gặp phải tai ương.
Cái gốc của con người là chân thành, thiện niệm, nhẫn nhường. Nói chuyện với một người chân thành ta thường cảm thấy dễ chịu, mát mẻ. Năng lượng của chân thành, thiện niệm rất mạnh mẽ. Nó có thể tiêu trừ đi những năng lượng xấu. Một người luôn chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và đạo đức cho mình chính là một loại phong thủy tốt nhất có thể mang theo bên mình, bảo vệ bản thân, cải thiện hoàn cảnh xung quanh. Đây là những điều không thầy phong thủy nào nói cho bạn biết. Cuộc sống là một quá trình thức tỉnh. Cái gọi là thức tỉnh đòi hỏi một người không ngừng tìm kiếm khám phá nội tâm của chính mình để nâng cao sự hiểu biết của bản thân. Người lợi hại thật sự chính là biết cúi người nhìn vào bên trong, thấy rõ nội tâm của mình mới có thể tinh tiến không ngừng. Nhìn vào nội tâm tìm thiếu sót. Khi Dương Hy Chi còn trẻ, ông đã có một trải nghiệm như vậy. Ông thấy rằng bản thân rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng sau một thời gian dài luyện tập lại không thấy có tiến bộ gì. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của thư pháp gia Trương Chi thời Đông Hán. Từ tác phẩm ông thấy được khí độ điềm tĩnh trầm ổn của người viết. Lúc này ông mới nhận ra rằng, trong khi luyện viết, bản thân ông luôn thiếu kiên nhẫn và nóng lòng cầu thành quả. Thế là ông liền chú trọng vào việc thay đổi tâm thái khi luyện chữ. Cảnh giới tinh thần cũng nhờ vậy mà tăng lên, chữ viết cũng dần được cải thiện. Cuối cùng, ông đã trở thành bậc thầy trong làng thư pháp. Đời người, chỉ khi biết nhìn lại và kiểm điểm bản thân thì mới không ngừng đạt được tiến bộ. Đột phá nhận thức ban đầu, thay đổi quan niệm thì mới có thể thăng hoa, cảnh giới tinh thần cũng theo đó mà nâng cao lên. Nhìn thấu nội tâm của chính mình. Do quanh năm không có mưa nên việc phải sống trên sa mạc Taklimakan đã trở thành cơn ác mộng đối với vô số loài động vật và thực vật. Thế nhưng, ở một góc của sa mạc lại xuất hiện khu rừng hồ dương cây mọc thẳng đứng. Mà những cây hồ dương này có thể sinh trưởng trong nghịch cảnh là bởi rễ của chúng cắm rất sâu xuống lòng đất, tới mức đủ để chạm tới mạch nước ngầm chảy qua sa mạc. Cây hồ dương đã chọn cách ưu tiên phát triển bộ rễ, sinh trưởng mạnh hướng xuống phía dưới trước. Khi bộ rễ đã ghim chắc vào lòng sa mạc, chạm tới mạch nước ngầm, chúng mới bắt đầu phát triển hướng lên. Chính bởi vậy mà cây hồ dương đã trở thành biểu tượng của sự thông tuệ và ngoan cường. Đôi khi chúng ta cũng giống với cây hồ dương, mặc dù không thể thay đổi được thời đại bão cát nhưng lại có năng lực kiểm soát được dáng vẻ khí chất của chính mình. Những người có thể thi triển được tài năng không phải là trời sinh ra họ đã phát ra ánh hào quang, mà là trong quá trình sinh trưởng phát triển, họ trước tiên đã ẩn nhẫn, dành tinh lực bồi dưỡng nội tâm của chính mình. Không ai có thể nằm ngủ một tư thế trong suốt cuộc đời mình. Chọn sống buông thả sẽ chỉ làm hao mòn ý chí và không thể giúp cho một người thực sự được tận hưởng được niềm vui cuộc sống. Năng lực cần có kết tinh, kinh nghiệm cần tích lũy. Mỗi một giai đoạn đời người chẳng cầu làm được kinh thiên động địa, chỉ mong cho bản thân ngày hôm nay có thể tốt hơn ngày hôm qua. Gặp phải khó khăn khúc mắc thì chúng ta cần nhìn vào trong tâm mình nhiều hơn. Khi không có việc gì để làm thì hãy học hỏi nhiều hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn, để cho gốc rễ cắm được vào nơi sâu nhất. Như vậy thì mưa to gió lớn mới không thể quật ngã được chúng ta. Để bản thân có thời gian ở một mình. Khi còn trẻ, tôi thường được dạy phải hòa đồng với mọi người. Nhưng khi trưởng thành rồi tôi mới thấy được rằng, có thể sống một mình cũng là một loại vũ khí lợi hại. Nhìn vào việc sống một mình, sinh hoạt trông dường như tẻ nhạt. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã sáng tạo ra vương quốc tinh thần của bản thân từ lâu. Tâm an mới có thể để cho ý đắc,
khi đối diện với thế giới ồn ào náo động, chúng ta mới có thể trồng được bờ rào hoa cúc trong tâm. Nhờ biết tận hưởng cuộc sống ở một mình mà chúng ta học được cách gia tăng giá trị cho bản thân, kiên trì theo đuổi lý tưởng của chính mình, duy trì được tình yêu với cuộc sống, không ngừng cảm nhận được sự thỏa mãn trong cuộc đời này. Ở một mình không phải là cô độc, mà là nương theo thanh âm của trái tim để sống hòa hợp với thân thể và tinh thần. Làm được như vậy thì một người cũng có sức mạnh sánh cùng thiên quân vạn mã. Thành thật với chính mình. Schopenhauer từng nói, một trong những điểm yếu đặc biệt nhất của nhân tính chính là chúng ta thường quan tâm đến những gì người khác đối đãi với mình. Trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta đều ít nhiều để ý đến ánh mắt của người khác, và những mối quan tâm này cũng là nguồn gốc khiến chúng ta lo lắng và tự ti. Vì muốn được người khác chấp nhận mà ngụy trang nội tâm của mình, vì những kỳ vọng của người khác mà thay đổi lý tưởng của bản thân. Kỳ thực, sống là để mình sống chứ không phải để người khác xem. Điều đáng quý nhất trong cuộc đời chính là được sống thật với lòng mình. Chúng ta không cần phải sống như chính mình trong mắt người khác, cũng không cần vì người khác mà thay đổi cách sống của mình. Chỉ bằng cách nhìn vào lòng mình, thành thật với ước nguyện ban đầu của bản thân, chúng ta mới có thể tiến xa hơn. Một người có thể là chính mình, đây mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Trở thành chính mình, chấp nhận chính mình là con đường ngắn nhất giúp chúng ta cảm nhận được niềm vui cũng như hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này.